Cho đến đầu năm 1968, Mỹ đã dội xuống Việt Nam gần 3 triệu tấn bom, gấp đôi lượng bom đã được sử dụng để oanh tạc nước Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Mỹ tìm mọi cách ngăn không cho Bắc Việt chi viện cho Nam Việt Nam, buộc các nhà lãnh đạo Hà Nội phải từ bỏ mục tiêu lâu dài là đấu tranh vì một nước Việt Nam thống nhất. Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 68, Tổng thống Johnson ra lệnh giảm các cuộc ném bom xuống Bắc và Nam Việt Nam và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Đoàn chúng tôi đến Paris và chúng tôi thuê phòng nghỉ tại khách sạn. Chúng tôi nghĩ là lần đàm phán này, sớm hay muộn, cũng chỉ là một, hai tuần là kết thúc. Lúc đó không ai trong chúng tôi lại nghĩ rằng đến 5-6 năm sau tại Paris vẫn có những cuộc đàm phán tương tự. Vì vậy, lúc mới đến, ai cũng thấy một bầu không khí phấn khởi về triển vọng sớm đạt được hiệp định hòa bình. Mỹ đưa các quan chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tham dự đàm phán, còn Bắc Việt cử đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một phong trào giải phóng dân tộc do những người cộng sản trực tiếp lãnh đạo tại Nam Việt Nam đi thương thuyết. Những cuộc đàm phán, vâng có thể gọi là như vậy, rất khuôn sáo và không theo đúng nghĩa của từ đàm phán. Ở Mỹ chưa bao giờ có chuyện nhường nhịn nhau trong những cuộc đàm phán kinh doanh hay trong những cuộc đàm phán giữa chủ và thợ, mà ngay cả các cuộc đàm phán quốc tế thông thường giữa các chính phủ cũng vậy. Ở đây họ chủ trương theo đuổi một cách thức đàm phán theo kiểu dập khuôn, cả lúc công khai hay họp kín. Một bên trình bày những gì đã được chuẩn bị sẵn từ trước, còn phía bên kia trả lời bằng những thứ cũng đã được chuẩn bị trước. Trong lúc các nhà ngoại giao vẫn còn đang tranh luận về thể thức đàm phán, thì lúc đó ở Mỹ, Tổng thống Johnson sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ. Tổng thống Johnson, ngày 24 tháng 10 năm 68, chúng ta rất mong đạt được hòa bình. Trong suốt mấy tháng qua, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để hai phía hiểu nhau hơn, từ đó có thể đi đến những bước thương lượng cần thiết nhằm giải quyết vấn đề ở Đông Nam Á. Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu một vài ngày, Johnson cho ngừng tất cả các cuộc dội bom xuống miền Bắc. Chưa bao giờ sức mạnh quân sự của chúng ta lại tỏ ra kém hiệu quả như vậy ở Việt Nam. Chúng ta đã mất nhiều năm, thương vong khá nhiều và viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa khá nhiều mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Vậy đã đến lúc nước Mỹ cần người lãnh đạo không phạm phải những chính sách sai lầm trong quá khứ. Tôi xin cam đoan rằng chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam trong danh dự. Nixon đã nói như vậy trong chiến dịch vận động tranh cử tháng 11 năm 68. Lần này, hãy bỏ lá phiếu quyết định cho cuộc sống của bạn. Nixon đã giành thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng chỉ với số phiếu cách biệt xít xào. Tại Paris, các bên vẫn tiếp tục đàm phán. Còn tại Việt Nam, giao tranh vẫn tiếp diễn. Trên chiến trường, Việt Cộng đã có tên lửa. Hầu hết các tỉnh lỵ tại Nam Việt Nam đã bị tấn công trong dịp Tết Mậu Thân 68. Nhưng sau đó, các cánh quân chủ lực chuyển hướng về các vùng nông thôn. Lúc này, hơn nửa triệu lính Mỹ vẫn còn đang ở Việt Nam. Lính Mỹ đã đến Việt Nam được 4 năm. Hy vọng bình định được vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn và dân cư đông đúc vẫn còn rất xa vời. Trong suốt 6 tháng đầu năm 1969, mỗi tuần có hơn 800 lính Mỹ bị thương. Mỗi tuần có 200 lính Mỹ và 450 lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Tháng 7 năm 1969, Tổng thống Nixon bắt đầu rút quân về nước, bỏ mặc cuộc chiến cho người Việt. Ông ta gọi đó là chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Belvin Lett, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việt Nam hóa chiến tranh là một chính sách nhằm chuyển giao toàn bộ các hoạt động quân sự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Binh lính Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải tham chiến cả trên không lẫn trên bộ khi cần. Quân đội Mỹ chỉ trang bị và đào tạo lính Việt Nam Cộng Hòa để họ gánh trách nhiệm bảo vệ đất nước. Chúng ta không thể ban phát cho một quốc gia những gì họ muốn, nhưng chúng ta có thể cho họ công cụ để họ tự làm.
Chính quyền Sài Gòn khi đó phải đối mặt với một thách thức mới về chính trị. Việt Cộng tuyên bố thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, còn người Mỹ thì vẫn tiếp tục rút quân. Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia: ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định là sẽ rút lui khỏi miền Nam Việt Nam, và tất cả những tranh luận sau này thực ra chỉ là liên quan đến tốc độ rút quân, chứ không phải là vấn đề có rút quân hay không. Đây là vấn đề được ưu tiên trên hết. Tổng thống lúc bấy giờ bị sức ép từ nhiều phía. Công chúng gây sức ép, quốc hội gây sức ép. Nếu chúng tôi không Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì chắc chắn đã ảnh hưởng đến cơ cấu quân sự của nước Mỹ. Đến lúc đó, Mỹ sẽ không thể giữ cam kết với khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và tất cả những hiệp định khác mà chính phủ Mỹ đã ký. Morton Halperin, Hội đồng An ninh Quốc gia: điều mà cả Nixon và Kissinger e ngại đó là quan hệ Xô-Mỹ bị phá vỡ, vì cả hai bên đều tin rằng hòa bình thế giới phụ thuộc vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ, và mối quan hệ này có thể chặn đứng được những mối hiểm họa đối với an ninh của Mỹ. Và trong bối cảnh đó, họ bàn bạc đến mọi thứ từ Trung Đông đến Trung Quốc và cả Việt Nam. Việt Nam trở nên quan trọng bởi vì nước Mỹ đã làm cho nó trở nên quan trọng. Kissinger luôn thích thú khi nói đến việc chúng tôi được thừa kế 500.000 lính Mỹ vì chúng tôi đã không đưa họ đến đó. Trước ống kính máy quay, lính Mỹ nhảy múa vui mừng vì sắp được trở về Mỹ. Về nhà, ta sẽ được về nhà. Thế là không còn những cuộc hành quân, không còn phải đánh đấm. Ta là những người lính, một người lính đang trở về nhà, không huân chương, không huy chương trên ngực. Ta là người lính, ta đang trở về nhà, ta đang trở về nhà, trở về nhà. Sau khi lính Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, Nixon đã ra lệnh tăng cường các cuộc không kích và pháo kích. Sau khi máy bay ném bom của Mỹ đã bay xa, chúng tôi đều rời khỏi hầm trú ẩn. Cô giáo tập hợp chúng tôi lại rồi bảo chúng tôi hãy về nhà và nghỉ ngơi. Nhưng khi về đến làng, cảnh tượng đập mắt chúng tôi là do trận bom để lại, là những bụi tre rồi cây cối đều bị thiêu cháy, nhà cửa tan tành, trâu bò gia súc chết hết. Mỹ ném tất cả các loại bom có trong kho lúc bấy giờ xuống miền Bắc, chỉ trừ bom nguyên tử. Hàng trăm dặm đường hầm đã được đào dưới lòng đất là nơi trú ẩn và xây các nhà máy ở Bắc Việt. Bài hát và lời thơ của Hồ Chí Minh đã toát lên một niềm tin vào chiến thắng. Mỹ và chính quyền miền Nam Việt Nam sẽ phải thất bại. Quân của các nước chư hầu sẽ bị quét sạch. Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước 10 phần đẹp hơn. Đến cuối năm 1968, bác đã ốm rất nặng rồi. Bác đi lại rất khó khăn. Thế nhưng bác vẫn kiên nhẫn tiếp tục tập các bài tập thể dục và đi bộ. Đồng chí Hồ Chí Minh còn đi thăm địa phương. Đến năm 1969, bác vẫn còn đi thăm các địa phương. Nhưng sau đó thì sức khỏe cũng đã suy giảm nhiều. Tuy vậy, bác vẫn còn tiếp tục làm việc.
Hồ Chí Minh mất ngày 3 tháng 9 năm 1969. Bác nói rằng bác sắp đi gặp Lenin và những vị tiền bối khác. Ý bác nói các bậc tiền bối là những người lãnh đạo của Việt Nam. Lê Duẩn, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đọc điếu văn. Không có lời nào diễn tả được đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với bản thân tôi. This was so painful to the nation. Bác mất đi khiến đồng bào, đồng chí cả nước vô cùng thương xót. Đối với chúng tôi, ngoài niềm tiếc thương vô hạn, không phải là còn phải lo tiếp tục sự nghiệp của người, it was not just a painful hoàn thành ý nguyện của người. We also faced the problem. Làm thế nào? How to continue his work? How to accomplish all the things he wanted us to achieve? American troops. Một số binh sĩ Mỹ từ Việt Nam trở về đã được điều động đến Washington để trấn áp các cuộc biểu tình chống chiến tranh. Ngay lập tức. Tổng thống Nixon và các phụ tá của ông ta cho rằng những khẩu hiệu phản đối chiến tranh chỉ có lợi cho Cộng sản. Ông ta cho các nhân viên tình báo nghe trộm các cuộc nói chuyện trên điện thoại và lập danh sách những người chống đối chính quyền. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là hãy cho hòa bình một cơ hội. Ông có nghe thấy không, ông Nixon? Chỉ trong một cuộc biểu tình tại Washington đã có tới 1/4 triệu người Mỹ lên tiếng phản đối chiến tranh. Những ai ở lớn góc có nghe thấy không? Ông Nixon có nghe thấy không? Bộ trưởng Quốc phòng Laird chịu trách nhiệm ấn định thời gian rút quân Mỹ. Tính đến tháng 4 năm 1970, đã có 100.000 lính Mỹ rút khỏi Việt Nam. Nixon lại tiếp tục các cuộc ném bom trên quy mô toàn miền Bắc. Các tướng lĩnh trong quân đội Mỹ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Laird mở một chiến dịch tổng tấn công vào các khu vực đóng quân của Cộng sản tại Campuchia. Họ coi đây là vấn đề sống còn đối với tiến trình rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Laird phản đối việc sử dụng bộ binh Mỹ trong đợt tấn công này, nhưng Tổng thống Nixon lại chấp nhận. Tổng thống Nixon, tháng 4 năm 70, đã đến lúc phải hành động. Đêm nay, các đơn vị của lính Mỹ và miền Nam Cộng Hòa sẽ tấn công vào sở chỉ huy các lực lượng quân Cộng sản hoạt động ở Campuchia. Quân Việt Cộng đã chiếm đóng khu vực này trong suốt 5 năm qua, xâm phạm một cách trắng trợn sự trung lập của Campuchia. Cuộc tấn công này nhằm tiêu diệt Cộng sản chứ không phải xâm lược Campuchia. Lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ tìm thấy sở chỉ huy này. Hành động của họ khiến nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ. 3 tuần trước đó, 4 sinh viên bị bắn chết trong những cuộc biểu tình tại trường đại học Kent, bang Ohio. Phong trào biểu tình của sinh viên đã lên đến đỉnh điểm. Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đại đa số người Mỹ ủng hộ chính sách của chính quyền liên bang, nhưng những người đối lập vẫn tiếp tục phản đối. Đi đến đâu họ cũng gây cho Nixon nhiều phiền toái. Nếu chúng ta thấy mọi người cần phải đoàn kết lại, chúng ta sẽ làm để chúng ta có được hòa bình trên toàn thế giới. Để những lớp thanh niên của chúng ta vượt qua những đòi hỏi đơn thuần về vật chất, thì họ cần phải hướng tới những giá trị tinh thần giúp cho nước Mỹ thành một quốc gia vĩ đại như ngày nay. Tôi rất tự hào được có mặt ở đây và được các bạn đón tiếp nồng nhiệt. Đây là bản tin của đài NBC.
Tôi đề nghị các lực lượng vũ trang tại Đông Dương ngừng bắn và giữ nguyên các vị trí của mình. Đây có thể là một cuộc ngừng bắn tại chỗ. Tôi không tìm cách để giảm bớt những khó khăn trong việc duy trì ngừng bắn ở một cuộc chiến tranh du kích không có giới tuyến. Nhưng đối với một cuộc chiến không bình thường thì cách thức ngừng bắn cũng phải khác thường. Chúng tôi đã sẵn sàng án binh bất động và ngừng bắn. Những người đứng đầu chính quyền Hà Nội bây giờ không phản ứng gì về tuyên bố của Nixon về một cuộc ngừng bắn tại chỗ vì quân đội Bắc Việt vẫn tiếp tục ở lại Nam Việt Nam. Tại Washington, các thượng nghị sĩ không còn đủ kiên nhẫn. Họ thúc giục chính quyền Nixon hãy kết thúc cuộc chiến trong vòng 9 tháng để đổi lấy tự do của tù binh Mỹ. Thượng nghị sĩ Kennedy tháng 7 năm 1971, lời bào chữa duy nhất cho việc tiếp tục chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đầy tai tiếng này bây giờ và trong những tháng tới đây dường như chỉ là chủ định của Tổng thống nhằm đưa ra quân bài hòa bình cuối cùng khi thời điểm tháng 11 năm 72 đang đến gần. Thượng nghị sĩ Burt Bay, tôi không thể tin và không bao giờ tin rằng đồng bào của chúng ta sẽ tin và ủng hộ cho một kế hoạch hòa bình, trong đó người Mỹ đi ném bom 4 nước, xâm lược 2 nước chỉ nhằm để thoát ra khỏi một nước. Thượng nghị sĩ Mike Mansfield, ngày nay đã có rất nhiều tỉnh ngộ trước cuộc chiến này, thoạt đầu rất ít người dù ở phía Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ phản đối sự tham gia quá sâu của người Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Thật ra họ là những người không ủng hộ hoặc không chấp nhận chủ trương này. Giới trí thức và các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu ủng hộ phong trào phản đối chiến tranh. Tờ Thời báo New York đã đăng tải trên trang nhất nhiều hồ sơ mật của Lầu Năm Góc về quá trình đi đến những quyết định chiến tranh của các đời Tổng thống. Người Mỹ có mặt ở Việt Nam cùng với những chính sách và lý do tương tự như những gì mà người Mỹ đã từng áp dụng để can thiệp vào Nam Triều Tiên một thập niên rưỡi trước đó. Chúng ta hành động hoàn toàn theo thói quen và không hiểu biết gì về tình hình thực tế tại Đông Dương. Không mảy may đếm xỉa đến những đổi thay ở Việt Nam cũng như ở châu Á và trên toàn thế giới. Chiến tranh Việt Nam là một sai lầm bi thảm. Nếu chúng ta vẫn theo đuổi chiến tranh, thì khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức giận của những người đã phải chịu mất mát những hy sinh trong cuộc chiến này. Theo đuổi chiến tranh tức là xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia. Đặc phái viên của Nixon vẫn xuất hiện trên các đại lộ Sài Gòn. Thế nhưng đằng sau những thủ tục ngoại giao này, Henry Kissinger đã giấu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa về cuộc gặp bí mật của ông ta với những người Cộng sản vào tháng 8 năm 1969. Ngay cả những quan chức cao cấp của Mỹ cũng không được biết về thông tin này. William Sullivan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cảm giác mơ hồ của tôi về các cuộc đàm phán bí mật xuất phát từ những cuộc đối thoại thường xuyên trên đường dây điện thoại an toàn giữa tôi và Phil Habib, trưởng đoàn đàm phán của chúng tôi ở hội nghị Paris. Tôi và ông ta cùng trao đổi về những diễn biến tại hội nghị lúc bấy giờ và có chung kết luận là hẳn phải có một cuộc tọa đàm bí mật nào đó đang diễn ra đâu đấy. Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng đó là những cuộc tọa đàm giữa Kissinger và Việt Cộng. Người cùng tọa đàm với Kissinger là Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ Chính trị. Ông Thọ ngày nào cũng lặp đi lặp lại bài diễn văn y như Đức Cha đang giảng đạo vậy. Ý ông nói phía ông sẽ chờ chúng tôi tự sụp đổ trước, chứ không chịu nghĩ đến việc nhượng bộ. Từ Bắc Kinh, truyền hình phát một chương trình đặc biệt về chuyến thăm ngoại giao gây xôn xao dư luận của Richard Nixon tới Trung Quốc. Nixon đã từng buộc tội Trung Quốc đứng đằng sau những căng thẳng quân sự ở Việt Nam và đã từng lớn tiếng miệt thị Mao Trạch Đông. Lúc này, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô đang căng thẳng. Tuy vậy, cả hai lại đang cùng viện trợ cho Bắc Việt. Liệu Nixon có thể làm tăng thêm mối bất hòa này có lợi cho Mỹ hay không?
Tổng thống Nixon ngày 27 tháng 2 năm 72. Thưa ngài Thủ tướng, đêm nay hai dân tộc chúng ta đang nắm trong tay tương lai của cả thế giới. Và khi nghĩ về tương lai đó, chúng ta sẽ trung thành với nguyên tắc là cùng nhau xây dựng một thế giới mới. Nixon dành cho Trung Quốc những ưu đãi thương mại và thừa nhận Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế. Đổi lại, Trung Quốc sẽ làm đối trọng với Liên Xô. Trung Quốc không còn bị Mỹ cô lập. Tính đến hôm nay, tôi đã ở đây được một tuần. Đó là một tuần làm thay đổi cục diện toàn cầu. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, Bắc Việt phát động một cuộc tổng tiến công quy mô và đầy tham vọng. Xe tăng và bộ binh của Việt Cộng vượt qua vĩ tuyến 17, tràn vào Nam Việt Nam. Lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy cùng dòng người tị nạn. Ngày 2 tháng 4, Việt Cộng chiếm được một nửa tỉnh Quảng Trị. Và ngày 1 tháng 5, họ kiểm soát toàn bộ địa bàn tỉnh này. Sau khi quân Bắc Việt chiếm được Quảng Trị, chúng tôi đã có một cuộc gặp với ông Lê Đức Thọ vào tháng 5 năm 1972. Cuộc gặp mà chúng tôi đã phải mất nhiều tháng trời mới có thể dàn xếp được. Khi tôi đến, ông ta đọc những bài phóng sự có trong báo cho tôi nghe. Tôi nói rằng tôi không định bay hàng ngàn dặm, đàm phán trong năm tháng trời, chỉ để nghe vài bài báo. Ông ta nói là nếu những gì trong báo nói đúng thì có gì khác đâu. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa hoảng loạn. Tại Washington, Tổng thống Nixon tìm cách trả đũa mà không cần dùng đến bộ binh Mỹ. Đô đốc Thomas More, Chủ tịch Hội đồng Liên Quân. Tổng thống gọi tôi đến và ông ta hỏi tôi về việc đánh mìn cảng Hải Phòng. Ông ấy là chính tôi đã đề nghị với ông và chuẩn bị kế hoạch phong tỏa cảng Hải Phòng khi tôi còn làm Tổng tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương 8 năm trước. Vì thế không cần phải có một kế hoạch nào khác cả. Chúng tôi đã có kế hoạch cho việc này rồi. Và ông ấy hỏi tôi là liệu chúng ta có thể làm việc đó mà không để lộ một thông tin nào không? Tôi muốn thông báo với công chúng trên truyền hình đúng vào lúc những quả bom rơi xuống cảng Hải Phòng. Nixon đã cho phong tỏa cảng Hải Phòng và tăng cường ném bom. Hàng ngàn máy bay Mỹ liên tục rơi bom xuống Bắc và Nam Việt Nam và cuộc tổng tấn công của quân đội Bắc Việt suy yếu dần. Lúc đó chúng tôi nối lại các cuộc đàm phán. Lê Đức Thọ tỏ ra mềm dẻo hơn trước rất nhiều và đã chịu nhượng bộ một số điểm. 12 ngày sau chiến dịch ném bom, Nixon được đón tiếp tại Moscow. Brezhnev dùng những lời lẽ hùng hồn phản đối việc đánh bom Hà Nội và phong tỏa cảng Hải Phòng. Ông ta đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn, nhưng ông ta đâu có ra tay. Thực tế, Liên Xô vẫn tiếp đón chúng tôi sau khi chúng tôi leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Việc này hẳn đã làm cho Hà Nội phải nhận ra rằng họ đang bị bao vây và cô lập. Chiến lược toàn cầu của Nixon và Kissinger đã phát huy tác dụng. Liên Xô và Mỹ ký một hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược. Tổng thống Nixon tìm cách tái đắc cử, trong khi đó thì chiến tranh ở Việt Nam vẫn kéo dài. Bắc Việt Nam vẫn kiên quyết đòi giải tán chính quyền Thiệu, và sau hơn 4 năm giao tranh rồi đàm phán, hai bên mới đạt được một thỏa thuận. Ngày 8 tháng 10 năm 1972, Lê Đức Thọ đã đưa ra đề nghị, trong đó chúng tôi bỏ yêu cầu giải tán chính quyền Thiệu. Nhưng thay vào đó là đề nghị sẽ có hai chính phủ cùng tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Họ đã bỏ yêu cầu Thiệu phải từ chức. Dù thế nào đi nữa thì họ cũng đưa ra một đề nghị toàn diện. Còn về phía chúng tôi mà nói thì đây là một bước tiến triển quan trọng.
Mục tiêu của chúng tôi khi tham dự hội nghị là thuyết phục Việt Cộng đồng ý với một cuộc ngừng bắn tại chỗ và trao trả tù binh chiến tranh cho phía chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi sẽ rút ra khỏi Việt Nam. Nixon cử một phái đoàn ngoại giao đến Sài Gòn mang theo bản thỏa hiệp mật. Hoàng Đức Nhã, phụ tá của Tổng thống Thiệu. Chúng tôi nói, tốt rồi, cảm ơn ông. Chúng tôi có thể xem bản hiệp định đó được không? Và chúng tôi cũng muốn có thời gian để nghiên cứu bản hiệp định đó. Tất nhiên, họ đưa cho chúng tôi bản hiệp định được viết bằng tiếng Anh. Lúc đó tôi thoáng nghĩ ra rằng, thật là trớ trêu nếu đối phương biết được là chúng tôi đang bàn đến số phận của nước mình thông qua một văn bản tiếng Anh. Tôi hỏi ông ấy là thế có văn bản tiếng Việt không? Ông ta trả lời, chúng tôi quên mất rồi, xin lỗi. Ông quên mất rồi có nghĩa là làm sao? Tôi biết rằng phía bên kia họ không đưa cho ông văn bản tiếng Anh. Giữa hai phía chúng tôi có một thứ được gọi là tự hào dân tộc, và vì thế chúng tôi muốn bàn đến hiệp định đó bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Thì ông ta nói với chúng tôi rằng ông ta còn phiên dịch rất giỏi, tôi cũng chẳng biết đó là ai. Tôi nói, ý của ông ta có phải là ông định nói với chúng tôi rằng người Mỹ lại hiểu người Việt hơn là chính người Việt hay không? Chúng tôi muốn có văn bản hiệp định bằng tiếng Việt. Khi chúng tôi mang bản dự thảo hiệp định đã qua đàm phán với Bắc Việt Nam tới Sài Gòn, thì không khí ở đây vô cùng căng thẳng. Lúc đó tôi nghĩ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ rất ngạc nhiên. Văn bản dự thảo hiệp định lúc đó đã được thông qua ngắn gọn bằng những điều khoản chung mà chúng tôi đã từng bàn đến từ những tuần, những tháng trước. Nhưng chẳng ai trong số chúng tôi lại để ý đến ngôn ngữ được dùng trong bản hiệp định này. Tôi thấy rằng nếu mà chúng tôi bắt đầu cuộc đàm phán bằng văn bản đó thì thật là tồi tệ. Thứ hai, nó chẳng hề thay đổi gì vai trò của những người cộng sản cả. Chẳng qua là nó được trình bày một cách khác đi mà thôi. Thứ ba, là người Mỹ nói với chúng tôi đó là văn bản tốt nhất mà họ có thể có được, thì tôi coi đây là điều rất đáng ngại. Bởi vì điều đó có nghĩa là người Mỹ đang quyết tâm bắt chúng tôi phải chấp nhận nó. Họ hỏi chúng tôi, tại sao văn bản lại không đề cập đến yêu cầu Bắc Việt rút quân? Chính quyền miền Nam Việt Nam không bao giờ chấp nhận việc quân đội Bắc Việt Nam có mặt tại miền Nam. Thực tế thì chúng tôi cũng không thể xoay sở được gì. Tất cả những đề nghị của chúng tôi đối với Bắc Việt đều có đưa cho Tổng thống Thiệu xem và thông qua. Bản đề nghị mới mà chúng tôi đưa ra vào tháng 10 năm 72 không phải là một bản mới. Chúng tôi nói, chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ bất trắc nào xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ không ký vào bản hiệp định đó. Vì thế, phiền ngài quay trở về nói với Tổng thống Nixon rằng, chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác về vấn đề này được. Không thể thuyết phục được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản hiệp định, Kissinger đành quay trở về Mỹ. Bắc Việt Nam e ngại việc hòa giải có thể ảnh hưởng, nên đã công bố bản hiệp định. Hãy thử đặt mình vào vị trí của Bắc Việt. Họ đã tham gia toàn bộ quá trình đàm phán. Họ đã đạt được thỏa thuận với chúng ta. Họ thậm chí đã chỉ thị cho lực lượng quân sự chuẩn bị ngừng bắn. Một số nhà lãnh đạo của Bắc Việt nghĩ rằng họ là nạn nhân của một trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử và rằng chúng ta đơn giản là đã lừa họ, đã thất hứa với họ. Kissinger cố gắng chế an Mỹ và cả Bắc Việt cũng như Nam Việt Nam. Chúng tôi không phàn nàn gì về bản hiệp định được công bố trên đài phát thanh Hà Nội. Tuy nhiên, điều này đã gây ra những sự hiểu lầm. Bắc Việt đã đưa ra điều kiện nhằm giải quyết vấn đề vào ngày 31 tháng 10. Chúng tôi đều đồng ý là chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để kết thúc cuộc đàm phán vào ngày 31 tháng 10. Về phía chính quyền Sài Gòn mà nói, đương nhiên là họ có quyền tham gia vào việc giải quyết cuộc chiến trên lãnh thổ của họ. Người dân ở đó đã phải gánh chịu nhiều đau thương và họ sẽ vẫn tiếp tục sinh sống ở đó sau khi chúng tôi rút quân. Chúng tôi tin rằng hòa bình đã nằm trong tầm tay.
Tôi nghĩ rằng lời nói hòa bình đang ở trong tầm tay, trước tiên là để nói với những cử tri tại nước Mỹ, để nói rằng vấn đề Việt Nam sẽ không còn tồn tại lâu nữa, và họ có thể bầu Nixon là vị anh hùng của hòa bình. Đúng như mong đợi, Nixon đã giành thắng lợi với số phiếu áp đảo, nhưng quốc hội lại không ủng hộ ông ta. Những cuộc đàm phán lại được tiếp tục khi Lê Đức Thọ quay trở lại Paris. Kissinger và Haig đại diện cho chính quyền miền Nam Việt Nam đưa ra 69 thay đổi trong bản hiệp định, trong đó có yêu cầu quân đội Bắc Việt phải rời khỏi Nam Việt Nam. Tôi đưa ra bản danh sách những thay đổi do Tổng thống Thiệu đề nghị, và tôi cảm thấy có nghĩa vụ cùng ông Thọ thông qua những thay đổi đó, nhưng thật ra là để chứng minh rằng hầu hết những thay đổi của ông Thiệu rất khó được nhượng bộ. Nội dung của bản hiệp định có một vài thay đổi, tuy không nhiều, nhưng có một hai điều gì đó thật sự quan trọng. Bắc Việt Nam yêu cầu được nghiên cứu lại bản hiệp định đó, nhưng việc này chỉ có làm cho tiến trình đàm phán xấu đi. Kissinger đã đến Florida để gặp Nixon và lo ngại rằng có thể những cuộc đàm phán sẽ sụp đổ. Ông ta đã nói đến chuyện từ chức. Bắc Việt Nam một lần nữa lại trở nên rất cứng rắn. Miền Nam Việt Nam cũng vậy. Bản hiệp định vẫn chưa được chấp nhận. Để trấn an chính quyền Sài Gòn, chúng tôi triển khai một chương trình viện trợ khổng lồ, cung cấp cho chính quyền này các trang thiết bị quân sự trị giá khoảng vài tỷ đô la. Bộ Chính trị của Bắc Việt lúc đầu đã quyết định ký vào văn bản thỏa thuận, nhưng sau những diễn biến trong tháng 10 và tháng 11 thì họ đã suy nghĩ lại. Bắc Việt Nam bắt đầu thực hiện những chiến thuật trì hoãn. Một trong số đó là yêu cầu chính quyền Sài Gòn thả tù binh và dân thường. Còn những yêu cầu khác nói chung là đều trái với các điểm mấu chốt trong bản hiệp định mà chúng tôi vừa mới đưa ra đàm phán trước đó. Trong khi đó, ở miền Nam Việt Nam, Tổng thống Thiệu đã chỉ trích Đại sứ Mỹ Vân Cơ và lên án bản hiệp định. Vì vậy, vấn đề cơ bản đầu tiên là quân đội Bắc Việt phải hoàn toàn rút khỏi miền Nam Việt Nam. Còn những vấn đề chính trị nội bộ của miền Nam Việt Nam thì sẽ do phía miền Nam quyết định. Chúng tôi sẽ không tiếp tục cuộc chiến cùng đồng minh Việt Nam Cộng Hòa đi tới thắng lợi. Chúng tôi muốn dành cho họ một cơ hội để tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị. Nhưng chúng tôi cũng không cho phép đối phương giành phần thắng. Sau tháng 10, Kissinger từ chối không quay trở lại Việt Nam nữa, vì thế Haig đã đóng vai trò của Kissinger. Haig và Đại sứ Vân Cơ nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi nên hiểu được là chúng tôi đang ở trong tình trạng như thế nào, chúng tôi nên làm thế này, chúng tôi nên làm thế kia. Họ cũng đã thay đổi một số thứ để cố gắng làm vui lòng chúng tôi, tuy vậy họ không thể làm được tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi đã nói rằng các ông biết đấy, vẫn còn một số vấn đề quan trọng vẫn chưa được đáp ứng, vì thế chúng tôi sẽ không ký vào bản hiệp định này. Khi đó họ đe dọa chúng tôi về những phản ứng cứng rắn có thể xảy ra, chúng tôi đã trả lời: Ồ, chúng tôi biết được những phản ứng cứng rắn đó là gì rồi, chúng tôi chấp nhận chúng. Thật ra đó là bước đi chúng tôi đã tính trước. Chúng tôi nói nếu chúng tôi ở phía Mỹ, chúng tôi sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là làm điều gì đó thật quyết liệt ở Nam Việt Nam, hoặc là ném bom xuống miền Bắc. Tại Paris, những cuộc đàm phán giữa Kissinger và Bắc Việt dường như đã thất bại. Chúng tôi đã nói với họ vài lần. Chúng tôi cũng đã cảnh cáo họ rằng Tổng thống của chúng tôi sẽ quyết định tiếp tục ném bom miền Bắc. Hình như họ không tin vào lời đe dọa đó. Có lẽ họ tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ quyết định không ném bom vì Quốc hội phản đối việc ném bom. Rất nhiều ý kiến của dân chúng Mỹ cũng phản đối ném bom.
attitude as demonstrated in public opinion polls in the United States that was opposed to resumption of the bombing. Các nhà lãnh đạo Bắc Việt đã chuẩn bị sẵn sàng trong cuộc tấn công được dự tính trước. Lúc đó, số dân Hà Nội tăng lên, một phần là do dân chúng từ các thành phố bị bom đạn đã dạt tới đây. Nhưng đến ngày 16 tháng 12, ước tính đã 1/3 dân số khoảng nửa triệu người đã rời khỏi Hà Nội. Vào thời điểm đó, Liên Xô đã chế tạo thành công tên lửa đất đối không SAM. Đại úy Michael Connor, phi công lái máy bay B-52. Thực sự là chúng tôi mấy đầu cũng thấy sợ khi nghĩ đến việc phải bay qua một trận địa phòng không bằng cao xạ và tên lửa dày đặc nhất nhì trên thế giới. Nhưng chúng tôi lại không được phép sợ hãi. Có người sợ đến mức không dám đi. Nhưng thực sự khi nghĩ đến chuyện đó thì lại thấy rất thú vị. Ngày 18 tháng 12, máy bay B-52 Mỹ ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Từ xa ta đã có thể nhìn thấy những đốm sáng như pháo hoa. Đó chính là tên lửa SAM. Khi đến gần hơn thì ta cảm giác như nó đang bao vây quanh ta. Lúc đầu thì rất sợ bởi vì tâm lý chỉ muốn tránh không bị trúng. Nhưng sau khi chấn tĩnh lại và nhận ra rằng đó là chỉ một quả tên lửa, nó bắn lên chỗ này rồi nó rơi xuống chỗ kia và dần quên nó đi. Cũng phải mất một lúc thì mới có thể quen được với cảm giác đó. Robinson Reisner, tù binh chiến tranh. Chúng tôi nghe thấy tiếng bom bắt đầu nổ và có lẽ đây là lần đầu tiên họ ném bom xuống miền Bắc lâu đến như vậy. Có những chiếc máy bay tiêm kích thậm chí vẫn còn bay rất sát mặt đất. Khi chúng tôi nghe thấy tiếng bom rơi cách nhà tù khoảng nửa dặm và liền đó có tiếng máy bay vèo qua, chúng tôi biết đó phải là một chiếc máy bay ném bom chứ không thể nào là một chiếc tiêm kích vì máy bay tiêm kích thì không mang nhiều bom như vậy. Thật là vui sướng đến nỗi không thể tả được. Chúng tôi nhảy lên như điên và vỗ vào lưng nhau. Mọi người hò la gào thét đến mức khiến lính gác đã phải chĩa súng vào cửa và yêu cầu chúng tôi chui xuống gầm giường. Một số người trong số họ đã nói rằng các người không biết là chúng đang định giết các người sao? Ngày 22 tháng 12, bệnh viện Bạch Mai bị tấn công lần thứ hai. Chắc có lẽ mục tiêu của họ là một sân bay nhỏ gần đấy. Bác sĩ Nguyễn Luân. Tiếng người kêu cứu, tiếng khóc thảm thiết trong bóng tối. Chúng tôi phải dùng dao, búa và xẻng đập vỡ những bức tường bê tông để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, tôi mổ để cứu bệnh nhân của mình. As a surgeon, I operate on people to save their lives. Lúc đó tôi đã dùng con dao mổ của mình không phải để cứu người mà để cắt rời các xác chết trong hầm chuẩn để cứu những ai còn sống sót. Vào ngày Giáng sinh, Nixon đã ra lệnh ngừng ném bom một ngày. Ngày hôm sau, 26 tháng 12, máy bay ném bom B-52 lại tiếp tục đánh phá miền Bắc. Tổng thống Nixon ra lệnh tiến hành các cuộc oanh kích mới. Ông ta nói rằng ông ta không quan tâm đến những lời chỉ trích ở trong nước hay quốc tế, nhưng lại quan tâm đến những thiệt hại do máy bay B-52 gây ra. Bom rơi xuống khu dân cư ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Bắc Việt Nam cho đây là một hành động khủng bố có chủ ý. Hầm chuẩn sập xuống người tôi, đến sáng hôm sau tôi được đưa tới bệnh viện. Chỉ sau này tôi mới được thông báo rằng 5 người trong gia đình tôi, mẹ tôi, chị tôi, chồng chị tôi, anh trai tôi và cả em trai tôi, tất cả đều đã bị giết. Cảnh tượng đau đớn nhất là ở ngõ Sân Quần. Một gia đình 7 người, gồm có 2 vợ chồng, 5 đứa con, đứa lớn nhất 20 tuổi, đứa nhỏ nhất thì mới chỉ có 2 tuổi, đều thiệt mạng. Thật là đau thương khi phải nhìn thấy cảnh tượng cả gia đình họ đều bị chết. Ngôi nhà của họ giờ đây chỉ còn trơ lại một bãi đất trống. Thật phẫn nộ, cả một gia đình 7 người mà không còn ai sống sót.
Chiến dịch 11 ngày ném bom vào Hà Nội có thể sánh với thảm họa bom nguyên tử Hiroshima trong cuộc chiến tranh thế giới 2. Lượng bom đã được ném xuống hai khu vực Hà Nội, Hải Phòng có sức công phá lớn hơn nhiều, nhưng mục tiêu đánh bom phân tán nên số người thiệt cũng ít hơn. Con số này ở Hà Nội là 1.318 người. Nixon cho rằng cần phải làm một cái gì đó thật sự gây sốc. Đó không phải là quan điểm của tôi vào thời điểm đó, nhưng tôi cũng không phản đối ý tưởng đó. Tôi đồng tình với việc này, và về sau thì tôi nghĩ rằng ông ta tỏ ra là đúng. Sau đợt ném bom lễ Giáng sinh, ngày đầu tiên Kissinger gặp Lê Đức Thọ tại Paris. Sau khi bắt tay, Kissinger đã nói với Đức Thọ rằng tôi vô cùng xin lỗi, tôi không thể nào khuyên can ông ta ngừng ném bom miền Bắc vào ngày lễ Giáng sinh. Lê Đức Thọ đã trả lời, tôi biết ai là người có trách nhiệm trong chuyện này. Tất cả các ông là một lũ tội phạm. Trước công chúng, ông ta không bao giờ bắt tay tôi, và trong tất cả những bức ảnh chúng tôi chụp, không bao giờ ông ta chụp cùng tôi. Nhưng trái lại, trong phòng đàm phán, ông ta rất hồ hởi với tôi, một đại diện của chế độ tư bản. Đó là một cuộc gặp ảm đạm, không có các câu nói vui như thường lệ. Có nhiều điểm chúng tôi bị ép và tỏ ra không đủ kiên nhẫn để nhượng bộ, hoặc là họ nhượng bộ chúng tôi, hoặc là chuyển nhanh sang một vấn đề khác và gạt vấn đề chưa được giải quyết sang một bên. Ngày 11 tháng Giêng, Kissinger thông báo cho Nixon rằng bản hiệp định đã sẵn sàng. Những điều kiện đó giống như những gì chúng tôi đã bàn hồi tháng 10 vậy. Lê Đức Thọ và phía Bắc Việt đã chuẩn bị đặt bút ký hiệp định này. Bản hiệp định cũng khẳng định rằng miền Nam Việt Nam sẽ là một khu vực có hai chính quyền, rồi những bước để tiến tới hòa giải. Tù binh chiến tranh sẽ được thả, quân đội Mỹ sẽ rời khỏi Việt Nam, lực lượng quân Bắc Việt sẽ vẫn ở lại Việt Nam. Tổng thống Nixon đã cử Alexander Haig và John Negroponte đến Sài Gòn mang theo những tin tức về quyết định của phía Mỹ. Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rằng chúng tôi sẽ ký bản hiệp định cho dù họ có ký cùng chúng tôi hay không. Một ngày trước khi bản hiệp định được ký, Lyndon Johnson, người 8 năm trước đã đưa những người lính Mỹ đầu tiên đến Việt Nam, đã qua đời. Năm 58.000 lính Mỹ đã chết trận tại chiến trường Việt Nam. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, tất cả các bên tham chiến cùng đặt bút ký vào bản hiệp định. Hà Nội bắn pháo hoa ăn mừng. Dịp này cũng trùng với dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Nhưng với Bắc Việt, cuộc chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, đất nước họ vẫn còn bị chia cắt. Cuộc chiến mà chúng tôi đang chiến đấu trong bao năm qua vẫn đang tiếp tục. Đó là cuộc chiến vì hòa bình, đồng thời vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của đất nước chúng tôi.
Gần 600 phi công Mỹ bị bắt trong thời gian chiến tranh. Rất nhiều người trong số họ gọi nơi họ bị giam giữ là khách sạn Hilton Hà Nội. Và giờ đây họ được trở về nhà. Người Việt Nam ghi lại hình ảnh lúc họ chuẩn bị về Mỹ. Họ gọi đó là cuốn phim tạm biệt những người khách không mời. Các tù binh của quân đội Bắc Việt cũng đã được thả. Họ đã vượt qua con sông chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam, cởi bỏ những bộ quần áo tù binh mà chính quyền Nam Việt Nam phát cho họ. Một chính quyền mà họ đã từng đấu tranh chống lại, một chính quyền mà tương lai của nó vẫn còn rất mơ hồ.